Vị thứ bảy, thầy Thích Chiếu Thông, sinh năm 1951, 59 tuổi, tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hỏi hai câu. Câu 1, xem quyển tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ? Tôi thấy người tu theo thiền tông không được dụng công tu hành. Cớ sao Đức Phật nhờ ngồi thiền dưới cội Bồ Đề được thành đạo? Sự dụng công của Đức Phật thầy giải thích như thế nào? Câu 2, các pháp tu quán trong 37 phẩm trợ đạo chẳng lẽ không sử dụng được pháp quán nào sao? Trưởng ban trả lời. Câu 1, Thái tử Tất Đạt Đa ban đầu ngài có 4 cái thắc mắc. 1, con người từ đâu đến với thế giới này? 2, đến thế giới này để rồi bị sanh, già, bệnh, chết. 3, khi còn ở nơi thế giới này, tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng rồi cũng phải lìa bỏ tất cả. 4, chết rồi sẽ đi về đâu? 4 cái thắc mắc nói trên, ban đầu Thái tử Tất Đạt Đa tìm học, hỏi với tất cả những người có học vấn cao trong triều đình, nhưng không ai trả lời cho Thái tử thỏa mãn được. Tiếp tục, Thái tử đi hỏi các vị tu theo đạo tiên cao nhất, danh tiếng nhất, nhưng cũng không vị nào trả lời được. Sau khi Thái tử xuất gia, tức ra khỏi nhà, để tìm hiểu 4 thắc mắc nói trên, ban đầu Thái tử dụng công tu đạt được các thiền như 1. Sơ thiền, 2. Nhị thiền, 3. Tam thiền, 4. Tứ thiền, 5. Thiền phi phi tưởng, 6. Thiền diệt tận định. Tuy đã đạt đến các cảnh thiền như vậy, nhưng ngài cũng không biết rõ 4 cái thắc mắc nói trên. Sau cùng, Thái tử tọa thiền để tâm vật lý của ngài thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri. Bỗng tâm ngài phát sáng, thấy và biết rõ ràng tất cả những thắc mắc mà ngài muốn biết. Là nhờ đạt được pháp môn thiền này, nên ngài gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Cái thiền này không dụng công, cứ để tự nhiên tâm vật lý thanh tịnh là phải. Nói theo hiện nay, Đức Phật đã phát minh ra công thức tu thiền thanh tịnh. Khi ngài sắp lìa bỏ thế giới này, ngài truyền thiền thanh tịnh này lại cho ông Maha Ca Diếp làm tổ sư thiền thanh tịnh đời thứ nhất. Các đời tổ sư sau truyền cho nhau pháp môn thiền thanh tịnh này, các ngài gọi là thiền tông. Vì sao gọi là thiền tông? Vì pháp môn thiền này các tổ truyền cho nhau có bài kệ truyền thiền hẳn hoi, được truyền đúng theo quy cách mà Đức Phật đã dạy. Đặc biệt, Đức Phật có bài kệ truyền thiền thanh tịnh cho ngài Maha Ca Diếp và tập kệ huyền ký mà Như Lai truyền lại cho hậu thế pháp môn thiền này. Vì có dòng truyền riêng nên được gọi là thiền tông. Trong huyền ký Đức Phật có dạy, dòng thiền tông này có tất cả là 36 đời tổ, được phân chia ra như sau. Nước Ấn Độ có 28 đời, nước Trung Quốc có 5 đời, nước Việt Nam có 3 đời. Các vị tổ truyền thiền cho nhau, các ngài được gọi là tổ sư thiền tông. Chúng tôi xin nói rõ, pháp môn thiền tông học này hiện nay chúng tôi chưa thấy ai thực hành cả. Tuy nhiên, hiện chúng tôi có nghe vài nơi giảng pháp môn thiền tông học này. Nhưng khi chúng tôi đến tìm hiểu thì không phải là thiền tông, mà chỉ là thiền tiểu thừa thôi. Đôi khi các vị này có nói đến những danh từ thiền tông, nhưng họ chỉ biết danh từ chớ cốt tủy thiền tông học họ không biết được. Vì chỗ không biết nên những người đến nghe giảng rất lâu mà cũng không ai giác ngộ, chứ nói chi là giải thoát. Pháp môn thiền tông học này vị nào chỉ đạt được bí mật thiền tông thôi, giảng nói vài chương cú, người nào nghe mà quyết chí tìm đường giải thoát, tức khắc được giác ngộ ngay.
Người tu pháp môn thiền thanh tịnh này không dụng công mà chỉ cần biết ba thứ như dưới đây. 1. Phật tánh là gì? 2. Tâm người là sao? 3. Tánh người có những chi? Nếu biết được ba căn bản nói trên thì người tu đã giác ngộ rồi. Còn muốn giải thoát, chỉ cần sống với tánh Phật của chính mình được thuần thục là giải thoát. Ngày xưa, Đức Phật đã tìm ra công thức giác ngộ và giải thoát. Nếu chúng ta muốn giác ngộ và giải thoát như Ngài, thì chúng ta theo công thức của Ngài mà thực hành, chớ ngồi thiền làm chi cho mệt. Giống như người ở thế giới này, các nhà bác học, họ muốn tìm ra nguồn điện. Ban đầu, họ không biết tìm sao, nên họ mới tìm tòi nghiên cứu rồi suy tư. Bây giờ họ đã tìm ra được rồi, các người sau muốn sử dụng điện cứ theo công thức của nhà bác học trước làm thì sẽ có điện, chứ không cần phải ngồi suy tư tìm tòi hay làm những việc mà các nhà bác học trước đã làm. Câu 2. Trong 37 pháp tu quán, ai muốn tu chứng quả sinh diệt thì cứ tu. Đức Phật dạy, tu còn muốn chứng quả là còn nằm trong 6 nẻo luân hồi. Vì vậy, Đức Phật và các vị tổ sư thiền tông dạy như sau: ai muốn giải thoát thì chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Có nghĩa là Như Lai bảo chúng ta đừng làm những gì mà Như Lai đã làm trước kia. Còn ai tu mà sử dụng bất cứ phương pháp gì để làm rung động lòng người hay làm cho người xung quanh khen ngợi và thán phục là còn nằm trong vòng xoáy cuốn hút của vật lý âm dương, nên phải bị đi trong luân hồi. Trưởng ban nói tiếp, cái bệnh người tu hiện nay là vào chùa, đính chùa, theo thầy, dính với thầy, nên không giải thoát được. Đức Phật dạy rõ, các ông tu pháp môn giải thoát của ta phải thực hiện hai điều như sau. 1. Vị nào biết pháp môn giải thoát của Như Lai dạy, dù ông thầy có đuổi các ông cũng cố bám ở lại nghe cho được pháp môn thiền thanh tịnh này. 2. Còn ông thầy nào không biết pháp môn thiền thanh tịnh này mà mời các ông ở lại nghe ông ta nói đạo của Như Lai, các ông đừng ở lại nghe mà phải bỏ ra đi không một lời từ giả.